Xin chào tất cả các bạn. Thì như các bạn cũng đã biết thì cái kho xe ứng dụng trên CH Play nó rất là đa dạng. Và nó có một cái hạn chế là có một số ứng dụng thì sẽ không được sử dụng ở một số quốc gia. Chính vì vậy mà hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt một số ứng dụng nó không có sẵn ở quốc gia của mình. Thì đầu tiên các bạn mở CH Play lên. Mình sẽ tìm thử một ứng dụng nào đó có tên là Spotify. Thì như cái ứng dụng này nó sẽ không có sẵn ở Việt Nam. Thì bây giờ làm cách nào? Thì đầu tiên các bạn gõ cho mình từ khóa VPN. Ở đây xuất hiện rất là nhiều cái phần mềm. Các bạn chọn cho mình phần mềm Opera Free VPN. Các bạn cài đặt luôn. Thì các bạn hãy đợi một tí cho nó cài đặt. Mình sẽ tua nhanh cái lúc cài đặt. Thì sau khi đã cài đặt xong thì các bạn mở phần mềm này lên. Các bạn chọn Get Started. Các bạn chọn Skip bỏ qua. Chọn Got It. Chúng ta chọn OK để cho phép kết nối. Bây giờ các bạn hãy nhấn Connect và đợi cho nó kết nối. Thì sau khi nó đã kết nối thành công thì các bạn hút ra ngoài. Các bạn vào cài đặt. Và đến phần ứng dụng. Vào liên dụng. Và chúng ta tìm đến cái ứng dụng CH Play. Đây. Chúng ta tìm đến cửa hàng CH Play. Chúng ta chọn vào bộ nhớ. Chúng ta xóa bộ nhớ điện. Chúng ta xóa ra. Rồi chúng ta vào lại CH Play. Chúng ta hãy đóng nó đi cho lại. Mình sống đi. Ta mở lại. Thì như vậy là nó đã vừa vào CH Play của quốc gia khác. Chúng ta xài lại thử cái ứng dụng này. Xin lỗi các bạn, mình tìm nhầm. Đây, ứng dụng lúc nãy mình tìm ở Việt Nam thì nó sẽ không có. Và bây giờ nó đã có rồi. Thì như vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn cách tải một số ứng dụng mà không có sẵn ở quốc gia của mình. Nếu có bất cứ thắc mắc nào thì các bạn hãy để lại comment phía bên dưới video. Nếu thấy hay thì like và subscribe.